xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Hiện tại mình đang ở khu vực chợ Sapa nha các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đi quay qua khu vực chợ ẩm thực của Sapa cho các bạn xem ở trong này người ta có những cái món ăn như thế nào cho các bạn nhé. Mời các bạn theo chân mình. Giờ mình sẽ bước vào trong này khám phá khu vực chợ ẩm thực cho các bạn xem nhé. Ở đây có như rất nhiều cái món ngon mà nói chung là đặc sản trên khu vực vùng cao mình nha các bạn nhé. Đây các bạn ạ, à, mình sẽ quay qua khu vực bảng niêm yết giá ở trên này cho các bạn xem này. À, rồi. Ở đây có rất nhiều món ngon nha các bạn nhá, như kiểu gà bản ở đây, gà đen này để làm bát bún phở hoặc là để người ta ăn cơm nhá, hoặc là cái nồi này là nồi sốt vang này để cho vào bát bún, bát phở hoặc là nồi sốt vang ấy để cho bát sốt vang cho mọi người ăn đấy các bạn ạ. Trông ngon và hấp dẫn lắm nhá. Đây là ít da trâu và ít mề gà này. Đây, cái chế lợn này các bạn nó ngon lắm. Cực kỳ ngon này. Bạn nhìn thấy ngon chưa? Mình đã thấy đói cơm rồi các bạn ạ. À. Đây là ít cá suối này. Rồi là ít cá rô các thứ này. Rồi là ít chả này. Ở đây thì có phải tầm chục cái gian hàng đấy các bạn ạ. À. Giờ mình sẽ tiến vào trong khu vực này quay quay cho các bạn xem nhé. Quay tí nhá. Đây các bạn ạ, đây cái món chế lợn này trông ngon và hấp dẫn thật đấy. Đây kia là cái nồi này là nồi sốt vang này để ăn bát bún bát phở. Đây là thịt lợn quay nhá, rồi bát cái chả này, rồi là cái thịt gà luộc này. Đây các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa, đây là nội tạng của gà cũng như nội tạng của lợn này. Đây những cái món chế lợn này mình trông thấy khá hấp dẫn nha các bạn nhé. Này hấp dẫn chưa, cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn ạ. Đây cái nồi sốt vàng cực kỳ ngon nhá. Đây các bạn ạ, ở quán này thì người ta có những cái này là trứng gà trong bụng nhá, và chế lợn này, rồi là cái này là cái mề gà, rồi cái lòng lợn này, rồi cái cá suối, rồi chả này, thịt quay, rồi gà bản, rồi ngon lắm các bạn ạ. À, cực kỳ ngon nhá, trên này toàn những món ngon thôi. À, kia là nồi sốt vang à? À, kia là có chảo sốt vang đấy các bạn ạ. À, mình sẽ zoom máy lại gần cho các bạn xem nhé. Mai cháu ra đây ăn. Ôi, 5 bát phở á, 5 bát phở phải ăn 5 ngày. Một ngày ăn 5 bát phở mà chết. Đây toàn cá suối nha các bạn nhá, ngon lắm. Đây là cái cũng như quán kia này, toàn những cái món như thế này thôi. Quán này thì người ta có ít dạ dày lợn nữa này. Đây dạ dày lợn này. Đấy, rồi là cái thịt bò này để làm bát bún bò đấy các bạn ạ. Rồi đây là gà đen nhá, gà bản ấy. Ngon và hấp dẫn lắm các bạn ạ. Giờ mình sẽ đi qua khu vực bên dưới này, quay qua cho các bạn xem những cái quán ăn ở bên dưới này nha các bạn nhá. Quán này nói chung là ít món hơn có mấy quán trên kia. À, cháu quay làm video.
Giờ mình sẽ tiến xuống khu vực quán bên dưới để quay cho các bạn xem nhé. Đây là bảng niêm yết giá ở chợ này thì các bạn ạ. Ở quán này thì nói chung là cũng hơi ít món tí các bạn nhé. Đây, có mấy cái món này thôi. Cái chế lợn này, không có quán nào thiếu được món chế lợn với gà bản rồi cá suối nha các bạn nhé. Đây, còn sang bên kia cũng một số quán nữa. Ở đây thì người ta có những cái măng ớt đặc sản trên này với là tương ớt đặc sản trên này nha các bạn nhé. Để trưng bày ra ai đi ăn này, khách du khách đến đây ăn thì người ta mua về làm quà cũng là để sử dụng đấy. Đây mình sẽ quay qua cái chỗ người ta làm tương ớt cho nhá. Đây có cái măng để làm tương ớt này chỉ ở trên khu vực vùng cao này mới có này các bạn ạ, không có nơi nào có đâu. Cái măng này nó bé tí thôi bằng chân đũa thôi mà ăn không bao giờ he mà không đắng nha các bạn, rất ngon và ngọt. Làm tương ớt ăn ngon lắm các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa, hấp dẫn chưa? Rồi kể cả cái tương ớt này nữa này, người ta đóng vào từng chai, ai đi qua đây ăn bún ăn phở, du khách đến đây người ta mua về làm quà các thứ đấy. Đây bước vào quán này cũng có rất nhiều quán có món ngon này các bạn ạ. Có cơm, có cả trong đi. Có cơm, cơm măng xào, măng xào, rau xào hết các bạn ạ. Cơm bán thế nào? Cơm 40-50 một phần. Đồ ăn mình chọn như thế nào? Đấy đồ ăn thì đây là con đậu sốt này, rồi rau xào, rồi tôm, rồi cá, này, rồi là thịt gà luộc. 50.000 một 40.000 một phần cho con 2 phần đi. 2 phần cơm nhé. Em ăn cơm lam đi. Ở chỗ này người ta có cả cơm lam bán. Cơm lam này bán mà ống bao nhiêu ấy chị? Được cô. 60.000. Cái này là làm từ cái gạo gì mà nó cái màu này? Gạo nếp đường. Nếp tả vàn. Nãy tưởng là nếp cẩm chứ. Gạo nếp đường, gạo ruộng bạc cam ạ. Ngon lắm anh nhỉ? Ngon lắm mà. Vâng. Vâng vâng. Vâng. Bó bao tiền nhỉ? Bó 50.000 rồi các bạn, bó bao nhiêu ống nhỉ? Một chục. Một chục ống nha các bạn nha, còn 50.000 thôi. Cực kỳ rẻ nhá. Ai lên đây thì hãy qua khu vực này mua ủng hộ cho các cô các chị nhá. Vâng. Còn bước vào quán này thì có những cái món hấp dẫn hơn mấy cái quán kia nha các bạn nhé. Đây là có những cái món chả thịt nướng này, rồi là ui con chế lợn này to thế này, cực kỳ to và hấp dẫn luôn các bạn. Đây có thịt trâu, thịt lợn sấy nha các bạn, thịt lợn gác bếp rồi cả lạp sườn nữa đấy, hấp dẫn hơn các quán khác. Món này để ăn cơm thì khỏi phải bàn, ngon hết ý nha các bạn nhé. Đây đa số là gà đen gà bản thôi các bạn ạ, thịt rang để gà rang rồi cá rất nhiều luôn. Quay tí coi nhá, giới thiệu về chợ. Làm video giới thiệu chợ. Đang làm bún à cô? Không, máy này thu âm không cần nói to đâu mà. Cái này thì bắt bún này bao tiền đấy cô? 20.000 rồi. Các bạn bắt bún trên này có 20.000 thôi nhá. Đây là anh ấy ăn mề gà các thứ ạ. Vâng vâng. Mình thích ăn bao nhiêu cũng có đúng không? Kiểu là ai mà đói hoặc là ai ăn nhiều muốn lấy bát 30-40 cũng đều làm cho hết đúng không ạ? À vâng. Đây cái này là thịt lợn quay này, trông ngon chưa các bạn ơi. Dùng cái này dùng để ăn cơm nhé. Giờ mình sẽ bước xuống khu vực dưới này còn hai quán nữa thì mình sẽ giới thiệu nốt cho các bạn xem nhá. Khu vực chợ ẩm thực này nhá. Cô cho quay tí nhá. Đây là gà luộc này, người ta làm để cho vào bát bún, bát phở cũng như là ai ăn cơm uống rượu thì chặt ra nhá. Rồi để cánh gà này cũng đã luộc sẵn hết rồi.
Đây là mề gà các thứ này, rồi là chế lợn này. Nồi kia nồi sốt vang không cô? Rồi đây có cả nồi sốt vang để ăn với lại cho vào bát bún bát phở đây đúng không ạ? À, bên kia là cô đang rang thịt gà nha các bạn nhé. Ở bên này người ta bán cả chuỗi tiêu này các bạn ơi, hẳn một cái bàn dài, dãy bàn dài để bán chuỗi tiêu từng nải chuỗi tiêu một đây. Rất nhiều luôn. Giờ mình sẽ đi quay qua cái khu vực cái quán bún phở cuối cùng này cho các bạn xem nhé. Có rất nhiều món ngon và hấp dẫn các bạn ạ, các bạn nhìn thấy ngon chưa? Cực kỳ hấp dẫn luôn nhá, này. Chả các thứ này. Cho quay tí nhá. Đây ngon chưa các bạn ơi, này dạ dày lợn này, chế lợn các thứ này, trông cực kỳ ngon và hấp dẫn này các bạn ạ. Còn bước ra khu vực ngoài này người ta bán những cái đồ nông sản nha như các bạn nhá. Đây là những cái loại rau cải mèo rồi tất cả các loại rau cỏ các thứ này ta trồng mang đi bán này. Còn đây là rau dớn các thứ này nhá. Ở bên kia người ta bán ít hoa địa lan nữa này. Rau cải này nói chung là rau cải mèo này ăn không bao giờ đắng nha các bạn nhá. Còn ở bên xa xa kia thì người ta bán những cái loại thảo dược nha các bạn nha, thảo dược và cũng như cái món hàng đặc sản ở trên khu vực này như mật ong này, rồi là hạt dổi mắc khén này, hoa hồi này, nói chung là cái gia vị Tây Bắc ấy, nói chung là rất nhiều luôn. Thịt trâu sấy nữa các bạn, rất nhiều nhá. Giờ mình sẽ đi quay sơ qua cho các bạn xem tí. Đây bán phong lan này. Đây người ta bán mật ong rừng và ít thuốc này các bạn ạ, thuộc bị các vị thuốc bắc đấy, ít vị thuốc bắc rồi cả nấm linh chi rừng nữa này các bạn ơi, rất nhiều luôn. Còn cả miếng to này, ở dưới này người ta bán ít thịt trâu sấy này, chuối hồ rừng này, rồi là thịt trâu sấy, chuối hồ rừng, mắc khén này. Này mắc khén người ta cho từng lọ này một, bán theo từng lọ nha các bạn nhé. Rồi cả củ khúc khắc nữa này, khúc khắc, rồi là bạc kích tím này, bạc kích vàng này, củ sâm đá này, củ tắc kè này các bạn ạ, rất nhiều luôn, sâm cau nữa này. Và bên kia người ta bán cả cái hạt rẻ nữa các bạn ạ, rất nhiều luôn. Đây ở gian hàng này có rất nhiều vị thuốc quý này. Đây là củ sâm đá này, sâm đá cực kỳ to này, bên trên này này thật sâm đá này các bạn nhá, sâm đá này. Rồi đây là cái củ ba kích vàng này, rồi đây là ba kích tím này, ba kích ruột ngựa này, ruột gà đấy. Đấy, tất cả đá các thứ đây này, rất nhiều luôn, cả củ giữa rừng nữa này. Đây, cả chuối rừng
À, nấm ngọc cẩu nữa các bạn nha, rất nhiều các loại thuốc quý, nhưng mà mình hôm nay mình cũng hơi có việc bận nên là không giới thiệu hết được các video hết toàn chợ phiên này. Nói chung là ở đây bán tất tần tật các mặt hàng từ núi rừng thiên nhiên nha các bạn nhé. Có khi mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người trong những video sau nhé. Mọi người đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào mọi người, tạm biệt mọi người nhé.